Và sau cùng, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần phóng sự về lễ giỗ thứ 50 của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm tại nhà thờ Our Lady of the Rosary Fairfield do Hoài Phương tường trình từ Úc Châu. Kính chào quý vị khán giả của đài FPTN. Chúng tôi, Hoài Phương, đang có mặt tại nhà thờ Our Lady of the Rosary tại vùng Fairfield. Vào ngày 2 tháng 11 năm 2013, Hội Thân hữu Người Việt Quốc gia tị nạn Cộng sản tại New South Wales, Úc Châu đã cử hành lễ giỗ lần thứ 50 cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và bảo đệ của ông là ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Ông Ngô Đình Diệm sinh ngày 3 tháng 1 năm 1901. Ông là vị thủ tướng cuối cùng của triều đình nhà Nguyễn và là vị tổng thống đầu tiên của chính thể Việt Nam Cộng Hòa kể từ ngày 26 tháng 10 năm 1955, sau cuộc bầu cử ngày 23 tháng 10 năm 1955. Tổng thống Ngô Đình Diệm là người có công giải cứu được gần 1 triệu đồng bào miền Bắc trong cuộc di cư vào Nam. Trong khi đó, thì tại miền Bắc, dưới sự cai trị của Hồ Chí Minh, đã giết chết hàng trăm ngàn người qua luật cải cách ruộng đất. Lạy Chúa, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm là người công chính vì Ngài đã phục vụ dân tộc và phụng sự Tổ quốc Việt Nam cho đến hơi thở cuối cùng. Thân xác không còn đây, nhưng hình như cái linh hồn, cái hồn thiêng của một đấng đã yêu thương dân tộc vẫn còn mãi trong ngôi thánh đường này, trong tim của từng người đang ngồi nơi đây. Và hôm nay thì cái kỷ niệm của đó, của đời của Tổng thống Diệm thì tôi rất nhiều lắm, nhưng mà không có thời giờ để mà nói ra. Nhưng mà cái lòng của chúng tôi luôn luôn hướng về Tổng thống Ngô Đình Diệm và nền đệ nhất Cộng Hòa là một cái nền chân chính và cái nền hợp pháp nhất mà chúng tôi vẫn thương mến cái công lao của Ngài. Và vì thế nên chúng tôi tưởng niệm cái vấn đề tổ chức hàng năm, chúng tôi có tổ chức nhưng mà tổ chức rất nhỏ thôi. Năm nay được cái sự hưởng ứng của quý vị, thành ra quý vị thấy đó, nghĩa là bà con tôi không ngờ. Mà bây giờ đây thì tổng cộng có thể trên 500 người. Tôi rất vui mừng và được sự hưởng ứng của bà con và nhất là sự giúp đỡ của bên SPTN đến với chúng tôi như thế này. Thì mong rằng cái cuộc lễ này sẽ tiếp nối hàng năm như vậy trên toàn thế giới. Xin cảm ơn. Đối với chúng tôi là những người miền Bắc di cư vào trong miền Nam, chúng tôi mang ơn Tổng thống Ngô Đình Diệm rất nhiều. Khỏi chế độ Cộng sản miền Bắc, chúng tôi vô cùng biết ơn Tổng thống Ngô Đình Diệm và chúng tôi phải kỷ niệm để chúng tôi cho thế hệ về sau này có những người để noi gương theo Tổng thống Ngô Đình Diệm để làm những việc tốt cho dân tộc, cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam. Và buổi lễ được kết thúc với phần tiệc trà thân mật. Hoài Phương tường trình từ Sydney. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin qua tình đốn sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.